Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vì nền giáo dục mà làm chuyện giáo dục. Vạn Phật Hành ngày 27 tháng 8 năm 1982. Tại Vạn Phật Hành, những điều mà chúng ta làm ở đây cùng với người ngoài đời hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như hiện tại có trường tiểu học, trung học, đại học nhưng đều miễn phí. Vì sao như vậy? Bởi vì hiện nay có rất nhiều trường học không chú trọng đến giáo dục, chỉ biết làm sao thu học phí, biến trường học thành nơi buôn bán học thức. Học sinh tới học thì chúng ta phải dạy sao cho chúng đừng bị tư tưởng tham lợi làm mờ tâm trí, đừng chú trọng đến tiền. Người xưa đi học là muốn sáng tỏ đạo lý, hiện tại người đi học chỉ vì ham danh lợi, làm thế nào để được nổi danh, để có lợi nhiều. Đó là vì sao? Là bởi phương pháp giáo dục ở trường học sai lầm, rồi hậu quả là thế giới càng ngày càng suy sụp, đọa lạc. Thế giới hiện tại có hai loại yêu quái xuất hiện nuốt chửng con người. Tuy bị nuốt chửng nhưng ta không hề hay biết. Có kẻ nghĩ rằng, ở hai con yêu quái đó tôi đã biết rồi, tức là đầu đạn nguyên tử với đầu đạn khinh khí, hay tia laser, tia quang tuyến chứ gì. Chẳng phải đâu, những thứ đó chưa cao siêu bằng loại yêu quái mà tôi nói. Hai loại yêu quái tôi nói đây, tức là computer và TV. Computer, tiếng Trung Hoa gọi là điện não, bởi là não cho nên nó đoạt mất trí huệ của con người. TV, tiếng Trung Hoa gọi là điện thị, chữ thị nghĩa là thấy, do đó nó cướp mất khả năng thấy của mình. Có người hỏi rằng, hằng ngày tôi coi TV, tại sao mắt tôi chưa bị đuôi? Đuôi tức là mình không còn nhận thức được chân lý nữa. Mình đã mê, lại chồng chất thêm mê. Đã mù lại bị kẻ mù dẫn đường. Do vậy hiện tại những kẻ giết người, cướp của, phá hoại, làm đủ chuyện xấu xa đều do học nơi TV mà ra cả. Song người ta không biết điều đó, còn cho rằng TV vân vân là sản phẩm tối tân của thời đại tiến bộ. Kỳ thật các vị không biết tai hại giết người của nó. Hiện tại còn có một loại yêu quái thứ ba xuất hiện nữa, đó là gì? Đó là người máy, robot. Robot sẽ đoạt mất công việc của con người, khiến con người trong tương lai không biết còn làm được gì nữa. Nếu con người mà vô ích thì sẽ thành phế nhân. Bởi vậy, ở Vạn Phật Thành, nếu mình biết được một chút thì làm một chút, chứ không buôn bán chữ nghĩa. Chúng ta cần phải chân chính giáo dục trẻ em, dạy chúng hiểu làm sao hiếu thuận với cha mẹ, trung thành với quốc gia, biết hạ mình để tiếp người, có tư tưởng nhân, nghĩa, đạo đức. Phải chăng tư tưởng này thật là ngây thơ? Xong các vị thử nghĩ có phương pháp nào tốt hơn để cải biến tai ương trên thế giới này? Muốn cải biến tai ương trên thế giới thì chỉ có trung, hiếu, nhân, nghĩa, đạo đức mới cứu được lòng người đã chìm đắm, mới hàng phục được yêu ma. Cho nên ở đây trường tiểu học, trung học hay đại học đều miễn phí cả. Do đó, nơi điểm này thôi các vị phải đặc biệt thấu hiểu rằng đây không phải chỉ làm việc lấy lệ, hay làm vì lợi lộc như các chỗ khác. Lại còn một nguyên nhân nữa, lúc tôi còn trẻ thì tôi học không nhiều. Đối với nền học vấn phổ thông thời đại tôi không giỏi cho lắm, nên tôi chỉ muốn tạo cơ hội và điều kiện tốt cho những thanh niên trẻ, để họ huân đúc nền đạo đức, nhân nghĩa, khiến tương lai họ trở thành bậc lương tài, hữu dụng cho quốc gia, trụ cột cho xã hội. Ha ha ha, 问什么的说呵。